không hay gì không? Cắt khúc thấy nhõm dồ quá. Dồ. Ông ấy cũng gì lỡ luôn à? Ừ. Anh chính được coi ai không phụ phụ chén này tiếp anh chính thôi, anh chính luôn. Cái gì kịp không? Dạ dạ dạ. Cái đó kéo mạnh đó nha, thôi nó bay qua kia nó mát tùm lum nha. Rồi rồi. Gớt xuống là chịu xe dây lại luôn, không buông luôn, đừng có quấn cái dây vô tay nha. Rồi vậy đó. Quay rồi. Quay rồi, kéo ra kia. Kéo ra ngoài. Rồi đó. Giục bên kia, kéo kia đi.
Đục con kia nó quay lại nữa. Đục cái quay lại nữa. Xuống đẩy đi là nó đụng luôn. Anh chết ơi. Hả? Đục cái đầu dây dưới cho anh mà khi người ta buông ra cái gì có chết cái. Đục cái kia đây, cái đầu dây dục qua bạn đi. Để đến rồi, đến rồi, đến rồi. Cái đuôi dây của anh luôn đây. Thả xả tí nữa không có gì đâu là. Trả đại nó chổi xuống nó xuống luôn à. Đó. Rồi. Rồi. Trả. Không được. Dây đâu? Ông chàng qua nè, dục qua mày đâu đâu kêu nổi. Tao muốn ra lại nó trả lại rồi. Trời ơi, nãy vậy xả cái nó xuống luôn. Không có xuống được. Rồi qua luôn á. Quan kéo đi, quan kéo phụ con đi. Hả? Đâu? Rồi, qua nữa. Rồi. Mạnh luôn, kéo mạnh luôn. Đâu cả. Nặng quá nặng rồi. 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 Dịnh con tay à, khó dịnh luôn. Ê, vừa chưa đi gì đi. Cái mạnh cái chứ đâu. Chưa để nó qua cái nữa, cái đã chạy xuống. Rồi. Để nó dịnh trước gì. Cái gì hả? Hai ba. Rồi, lọt rồi. Mày chăm qua. Rồi lấy máy cắt đi nó kia chứ chụp. Rồi vô vô. Chưa mà. Bây giờ lấy mấy nhánh cái gác ngang đam gì nào được. Cái xương xong xong xuống xuôi ngang vậy nè. Dài chứ dài dài á. Rồi là cắt sao? Cắt cái đầu là cắt cái đầu. Cắt dưới kia là cái phải không? Ở gác ngang ngang mà cái xương đừng hướng cái đam tới. Này cắt làm hai gì ba? Kéo chú đường ơi. Kéo chú đường ơi. Còn bên không? Chưa bay mở dây giặt qua đây cái chú được nó chạy dây lên á đi
tao. Cái công gì lỡ chú á giặt ra ngoài cho nó lên cái nạn trên cái coi. Mạch. Mở lấy cái giò đạp ra khỏi cái đó cái ba. Nghe cái chân vậy với cái nạn á. Thu đi. Dướng gì rồi? Chút nữa. Mở ra đi đi. Chưa? Rồi chút đi thoải mái. Mở uống đi, đừng bơi đi. Mà phải xiết cái đủ gấp trời. Xả từ từ chú Đường ơi. Ba cái đồng đuối quá, đu dây xuống không nổi. Nhìn xả chứ. Nhìn nhờ tới đường xả chứ. Từ từ hồi 1 giờ mấy tới giờ 3 giờ rưỡi rồi. Dạ, thằng ô này vậy. Gì? Có tàu xuống mày chơi cái nữa. Xuống mày vô đường chơi cái nữa. Rửa ngò cái nha. Nó leo. Rồi rút cái gì nhỏ đi đường. Giờ thôi chơi ăn đồng nữa rồi đó thôi nữa nè. Mày nhanh lên. Chọn qua cái chế độ
không luôn. Nó tao làm tới rồi không luôn. Tới đâu rồi. Đó cái nó mà hiểm luôn để che bụi. Chở vô cái lọt cái hẻm 32 này em cái anh. Đó mình có đó. Thấy con dây bán cái máy dịnh nay lên không cậu? Được rồi. Rồi được rồi. Rồi được ký 3 mấy ký. Trời ơi, 37 ký. Trời ơi, vậy nó 37. Giờ làm nó chưa biết bằng vậy. Rồi, 300 anh em vô cái dây này, mấy anh em cái kéo đầu xuống anh đó gọi nơi. Cái này ba có lần cắt được mặt ở trên á, mà xuống dưới góc mà mình chưa biết cắt cái mặt này. Cắt cái mặt ngay chỗ này. Đồng viên hai đứa, mấy đứa gái nữa rồi. Hai đứa. Chú kéo vô hủ. Cái lóng cái thân này còn dài 14 mét này. Đó đâu. Ủa, chỗ đó cái quái này. Chỗ nào đó tiêu rồi. Lấy cái thước đo đi chứ đừng. Cái thước đo 6 mét đi. Không giống, có thằng đo lại. Ngay chứ chỗ tay đó là 6 mét đó nè. Ở trên còn 8 mét nữa. Ơ Tông ơi, cái này là 6 mét. Cái còn nó phần trên. Chắc thằng bé chích chích đi đường bác lại khúc cây nó gớt xuống rồi có mấy khúc cục cục nó văng không bác ơi. Ừ, kêu kêu cháu đi đi xích lu lu là sao vậy? Đội lên mà không gãy. Đội ống nước là không gãy. Đó, có giống cái nhỏ đi. Cái bụng lên đi.
Ồ, chưa gì hết nước khác rồi nè. Nước ở trong. Không nước mà. Nhà nó dùng. Phải cái thằng tiếp tục một người thì gì nữa để kéo ngã con thằng này. Trời ơi, nó chú rồi, nó chú rồi, nó chùi tới. Phút là 8 mét rồi nè. Nó nghe là bể rồi. Phút này 6 mét. Đây quá đẹp. Cũng vậy đó được luôn hả? Trời nó đứng cái chân là vô mà không tại mặt luôn rồi đó. Họ dám nhìn đó. Xe máy vô rồi. Nó cởi không? Anh bung máy hả? Ta hỏi nó rửa, nó cũng lên, còn gì đó. Phút dưới này còn gần 2 mét á. Mày hát đấy. Nó là sao đó nè. Nó hát đấy hả? 26 rồi. Rồi đó. Dịch ra cho thẳng nó đường. Chơi thắng hết luôn. Rồi, 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 ăn rồi. Tầm nữa à, anh ơi. Chọc ăn luôn. Thì chú cắt đi. Điện của, chú đường của hàng già tiếp tục cưa mấy cái góc lòi ra của cây sào.
Bụi à.
gì mà đỏ lửa chưa à? Tay rồi, tay rồi. Dạ bắt kính đo 2 mét rồi cắt ra nha quý vị. Bước này kia điện. Bước này chưa thử thử cái đó là gì anh ấy luôn ra dư thì mình ăn gian chút được nó nước nó nứt cái mình cua thôi cái miệng chứ trước cái đầu thấp đầu cao nghe chính rồi nghe chóng luôn hả vậy thủ tướng đề nghị khắc phục hậu dân lược phát huy hiệu quả vai trò của dân lược làm tốt công tác tư vấn phản biện quan hệ hệ thống.
thống Việt Nam, ngày truyền thống tổng thống. Giờ cái lóng còn lại cũng cắt 2 mét nha quý vị. Video cũng khá dài rồi. Hẹn quý vị.